dương bật to mê riêng tiết chắc ôn được học nha chụp chi yếm tam đàn video bỏ kru đại riêng đồng phí vượt thân hay nâng mê mà tốt tốt tiết chắc như chùm này phê trâm tài đọc được tí thế nông mịt ngay thông ca tam đàn video nâng bộ ôn tu bàn dùm này đang quay thông mây nha tôi mới cho có phía xong lề bà lỡ bơ mà đặc khi nâng học nha thằng này đi dương nâng sắp xa ôm phí ca thông mây tiết cứ phát khóc dù ở thằng này muốn dương màn sắp xa ôm phí phát sinh phô thằng này dương sắp xa phát khóc dù ở một đồng nha bà đại miền này thả tệ ở ta còn phong bốn bằng tỏ nâng khăn ông phát này cứ dương bà xâm rạp bị bố nằm nì sẽ cao một thiếp để bàn cả lá nâng khăn ông phí là tấy ở tệ tất cả ca bị đại dương sắp xa ở phát sinh phô lúc bàn chị hỏi thả bị bố nằm nì sẽ cao một thiếp để bàn chọc sọc rụp hỏi nâng khăn ông phí là tấy tất cả chị lẹ mũi đại dương đầm lớn đó là phát thanh dụ ở ní cứ pra xâm rạp bí bồ rồi nế sạc cam một phép mùi đai cầm bông tại cạn láng khăn ông phê chết liệt khăn ông tại tạc cạn bà nâng cầm bông tại cạn láng khăn ông phê chết liệt khăn ông tại tạc cạn lấy chùm hiện tìm mùi bà ôn trời mơ phòm mê sân ná mơ phòm mê bà tìm mùi cứ positive bí dụng sọc đàn đàn đòi sạp chít là thu bí rồi bà viết cứ thu bí rồi bà viết cứ vò vừa của em is a p bắt đầu từ chữ phát từ chữ vó vó vừa là chữ mùi vớp in thì cứ thọ prap tha continue cứ ca trên ông p b bộ vớp vớp in á b bộ vớp in chẳng được từ b in về chữ phát từ chữ vó vừa bảo về present về em is a từ chẳng phát continue up on để làm tha b plus vớp in cứ vó vớp plus vớp in ô thì họ mùi ở bây thì dương ban nâng cặp bông thuốc khăn ông phê chạy lẹ mùi khăn ông ở tay tạc cả ô thì họ cụ ô thì họ thà ai I was yes I was teaching this time yesterday đã I was teaching this time yesterday. Bà đi. B plus verb in. I was teaching this time yesterday. Khi ông cầm phong tay bằng rin, bêl ní cao pin sơ mạnh. Chẳng nát bêl nâng cao pin sơ mạnh khi ông cầm phong tay bóng bằng rin. Bà, đoàn này cái thiếu, ví dụ sọ ở ví dụ sông mùa mà đón. Cứ dùng dọc sập chít plus over. Bà, over hay nơi bị cài over, đàn nơi cài bí cứ đã nọt thêm rõng. Và làm nó từ plus verb ing cụ thể hỏi I was not wasn't watching TV at 5 o'clock this evening time bà màu pram nghịch bà nhớ nha I was not watching TV at 5 o'clock this evening nhóm mình cầm bông tài mơ tù được tố tế cao bì màu pram nghịch nghịch bệnh đi nhưng dương mình cầm bông vật phương không phê nè đó xâm lù này dương đọc dụ ý khuyên sân dương tạc đạt tới hay dương lực to be màu một bình vô vớ plus subject plus verb in and question mark chẳng khi xua thả what were you doing at 10 o'clock last night bà chân đi what ấy cứ W action was were nó was were where you subject doing verb in what were you doing at 10 o'clock last night ta nè cặp bông tại phơi váy ca bị màu đọc giúp nhưng mình chân đi cứ chia tùm rung này phát không dự ở lời dương từ mười ca prapra bỏ gì á bà
using to to express bằng hàng an action cầm phép mũi we dial which was happening đại ban nâng cấp bông cả láng at a particular time a particular time in the past và chúng mình hành phi cầm một phép mũi đại và còn phong tài ca láng nơi khăn phê chuyện lẽ mũi khăn hòa tài tài ca chẳng ôn chăm ở chỗ bác tha phát khó nhu ớ bằng hàn chẳng cao bậc thiếp đai cầm phong tài ca láng nơi khăn phê chuyện lẽ mũi khăn hòa tài tài ca nè, xô phê chuyện lẽ đó phê chuyện lẽ cứ bạp chỉ mau nè, bạp chỉ mau, bạp chỉ pin ủ thầm bóng đọc, bóng pram ở chân pin lì mênh, trực mênh ấy chân tên á nè ngay tạ, là ủ thầm hò mùi đó I was talking on the phone. Yeah, I was talking on the phone with my mother. When you call me, anh ấy bị chết lẽ cứ dùng dọc passing Paul máu một thịt, chẳng lẽ? I was talking on the phone with my mother when you call me. Khi ông gặp ông ta này dây tu sắp chìm nuôi mà đai, và khi ông bị đại nẹp call máu. Chẳng là bị đại dương gặp ông ta dây tu sắp nhưng khơi nhảy lên cái call máu nè, ta dùng ở bàn lưỡi tì, chẳng lẽ? Chẳng kia ai cho ta, ta nẹp thua với bàn chỉ trong call tận lực. Như anh ấy thả, I was talking on the phone with my mother. Chắc bây giờ cái call máu nó dưới cầm bông dưới mùi mà đại dưới. Chẳng lẽ? Chắc bằng hai thật cầm thép cầm bông tại cả lãng không bây chuyện lẽ mối cứ bây là nhạc call máu ở nâng sầm lợi được bây chết. Chuyện lẽ. Đấy chứ hàn thép đại bây chết. Mối tiền đó. Sophie was doing homework at 9 o'clock. 9 o'clock last night. Và cả thêm khởi nhưng em sẽ tỏ cái đọc nữa. Sophie was doing homework at 9 o'clock last night. Sophie có bông tại phương kịch cặp tiết cao bì màu bằng 4 giúp chúng mình. Chẳng bọc trong Google sẽ cao một phép đi cao lăng trẻ trong Google này nhé. Và cú grab chân tới trong cú grab được chết cú chân tới anh ấy nghe tập chữ chớ và đi now đi pa tại pa nó cứ pê chết liền á pê chết liền ưu thao thạc trong từ hồi đi chọn anh ấy cứ mong bốn lần á nine o'clock chẳng sẽ cầm một thiếp cầm bông tại cà lan là pê pê là ngày và nhi cứ chỉ cao bây giờ passing point miền tây tận nắng ở quận trang xem các tam đàn tiết sinh video của group